Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Beautiful Car nhá. Ngày hôm nay thì mình có 4 chiếc Camry, quyết định là mang ra quay chào bán cho anh em luôn, cho những bác nào đang quan tâm đến xe Camry nhá. Chiếc đầu tiên là chiếc bên trái này, 2.0 2016 này. 2015 nhập đài, 2015 sản xuất trong nước, và cuối cùng là 2019 2.5Q nhá, nhập khẩu Thái Lan. Đây, chiếc này chắc chắn là đắt nhất rồi. Các bác nhìn sơ qua xe Thái chắc chắn là xe căng nhất. Và chiếc màu trắng này nhập Đài Loan sẽ là nhiều bác quan tâm nhất vì giá của nó rất hợp lý. Đây em sẽ chào giá luôn ạ. 2.0 2016 này, biển Hà Nội, màu đen. Hiện tại bây giờ em đang chào giá xe này là 755 triệu nhá. Chiếc thứ hai màu trắng này, biển Hà Nội. Đấy, màu trắng mà 2015 là cực kỳ hiếm luôn nha các bác. Bản 2.0 nhập Đài Loan và hiện tại em đang chào bán là 725 triệu. Một chiếc này là chiếc màu nâu vàng lắp ráp trong nước, 2.0 cũng đời 2015, em đang chào giá cũng là 725 triệu nhá. Và chiếc xe cuối cùng 2.5Q 2019 biển tỉnh, nhập khẩu Thái Lan, và hiện tại thì em đang chào bán là 1 tỷ 166 triệu. Đấy. Chiếc này thì chắc chắn là sẽ chạy ít nhất rồi. Đấy. Các bác biết là xe có thể coi là vẫn còn siêu lướt đấy, chạy có hơn 1 vạn thôi. Và đặc biệt lại xe màu trắng, nội thất màu đen nhá. Cực kỳ chất luôn. Đây, bây giờ em sẽ show lần lượt để cho các bác xem sơ qua một chút về nội ngoại thất này. Ở đời 2016-2015 thì gần như là chúng nó giống nhau toàn bộ rồi, không có gì khác biệt cả. Đấy, và thậm chí cả xe Đài, xe Việt thì các bác nhìn sơ qua cũng rất là giống nhau nhé. Nhưng mà thực ra các bác vẫn thích những cái xe nhập khẩu hơn. Đấy. Đây. Rất ok luôn ạ. Đây, em sẽ mở lần lượt từng chiếc xe màu đen nha. Màu đen vẫn là các màu mà các bác chuộng nhất khi đi mua Camry này. Camry 2.0 thì toàn bộ nội thất nhá, nó sẽ là cái nội thất màu kem sáng như thế này. Các bác sẽ giữ các thứ thì phải cẩn thận hơn màu đen, mà được cái bù lại thì nó rất là sáng xe, sang sạch. Cái sự khác biệt của Camry nhập Đài Loan đây các bác nhá, tức là xe màu trắng, nội thất màu đen luôn. Xe này thì quan điểm của em sẽ là chiếc xe bán chạy nhất này. Đấy. Xe màu trắng này nhập khẩu Đài Loan 2015 và lại có cái nội thất màu đen luôn, nhìn cảm giác là nó sướng, nó khoái hơn. Và đặc biệt là xe này lên sẵn cả màn hình DVD luôn, Android cho các bác luôn nhá. Giải trí tất cả thứ là ok, rất là dễ. Đấy. Nội thất của chiếc Camry 2.0 Đài Loan sơ lược thì khá là giống xe của Việt, thế nhưng mà nó có cái nội thất màu đen nên nhìn nó có vẻ sang trọng hơn. Đây là nội thất của chiếc Camry 2.0 2015 màu nâu vàng nha các bác. Đấy, xe Việt Nam. Đấy, nội thất màu kem sáng. Chiếc xe này thì có nội thất phải nói là sạch sẽ nhất, đẹp nhất. Màn hình cũng lên hết rồi, nhưng màn này là màn thường nha, không phải màn Android đâu các bác. Không thể nhiều tính năng bằng màn Android được. Đây, cuối cùng là nội thất của chiếc 2.5Q nhá, nhập Thái Lan. Cả một sự khác biệt luôn so với xe lắp ráp trong nước. Phải như là giá thì cũng khác biệt hoàn toàn, 1 tỷ 166 triệu nha các bác. Nếu các bác tìm một chiếc xe siêu lướt thì đây chính là sự lựa chọn siêu lướt cho các bác. Đây, em xin phép show lại một lần nữa cả 4 xe luôn để cho các bác cùng quan tâm và chiêm ngưỡng này. 2.5Q Thái Lan, nhập Thái Lan 2019 chạy hơn 1 vạn và giá em đang chào bán là 1 tỷ 166 này. 2.0 biển số thành phố, lắp ráp trong nước, màu vàng cát, 2015 giá là 725 triệu. 2.0 2015 nhập khẩu Đài Loan, màu trắng, nội thất màu đen, 725 triệu. Và cuối cùng là 2.0 lắp ráp trong nước, biển Hà Nội, màu đen, nội thất màu kem, giá là 755 triệu nha các bác. Đây, bác nào có nhu cầu xem xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em Nghĩa theo số hotline phía bên dưới ạ. Địa chỉ của em ở 89 Trần Thái Tông nha các bác. Rồi, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.